Chào các bạn nhé, là mình xin hướng dẫn các bạn cách Calm Drop nhận được 300 triệu đồng token Telegram token. Một số thông tin về đồng token này, sự cũng bắt hành là 1 triệu tỷ, đã có 845 tài khoản holder, đã phát sinh 1.972 lần giao dịch nhé. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website Calm Drop nhé, nên truy cập website được mình được hướng dẫn và tạo ở đây nhé. Sau khi vào được website thì các bạn làm tới 20 tiếng chỉ một chuyến xoay với mình. Bước 1 các bạn sẽ chắc con chắc. Các bạn có thể sử dụng copy quan trắc vào đây nhé. Sau đó các bạn quay sang ví Metamask hoặc ví chưa lát của các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình, ký hiệu Tele sẽ token 18. Các bạn tiếp tục theo và nhắc thêm token nhé. Sau khi đã thêm được địa chỉ token ví, các bạn quay trở lại website calm.net, tìm tới bước 2, nhấp vào cái link rút gọn đây để nhận token. Bạn nhấp vào trò phần này nhé, Calm Drop nó sẽ dẫn vào phần dưới này, sẽ chỉnh Calm Drop nó sẽ kết thúc vào 60 ngày nữa. Các bạn mua thì các bạn có thể bỏ ra số vốn nhỏ là 0.03 BNB mua đồng token này để hỗ trợ chữ đồng dài nhé. Các bạn Calm các bạn nhấp phần này rồi, các bạn lôi cái lối ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái lối nhé, ghi ra là 0.01054 BNB, bạn nước xác nhận cho mình. Rồi, giờ mình đang xử lý nha. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website calm.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên nền tảng Binance Smart Chain. Ngoài ra, nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Trên đây còn rất nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đi hướng dẫn các bạn cách để Calm nhận được 300 triệu đồng token Telegram. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.